chúng tôi đang đi du lịch tour châu Âu của du lịch Việt. Chuyến đi rất là thoải mái và hiện chúng tôi đang ở tháp nghiêng Pisa, giúp cho công ty du lịch Việt ngày càng nhiều khách hàng phát tài phát lộc. Đẹp, thức ăn thì ngon, phong cảnh thì là quá tuyệt vời, và hướng dẫn viên là anh Hào thì rất là nhiệt tình và hỗ trợ cho đoàn. Thì nhờ anh Hào và nhờ công ty du lịch mà chúng tôi đã có cơ hội đến được với lại thành phố Albertville, thì chúng tôi rất là vui và tour du lịch rất là hoàn hảo đối với chúng tôi, và chúng tôi cũng chúc cho công ty du lịch thì cũng như là anh Hào ngày càng thành công và phát triển hơn nữa. Thì tại chúng tôi đang đứng ở đỉnh núi Phun Đăng cao hơn 4.000m. Cảm ơn du lịch Việt đã cho chúng tôi một chuyến đi tuyệt vời. Yeah. Tôi đang ở đất nước Vatican. Đất nước Vatican tuy nhỏ bé nhưng là vịnh cao nhất thế giới. Cảm ơn công ty du lịch Việt đã cho tôi những tốt, rất tốt, thật là tuyệt vời. Xin chào mọi người. Hiện nay đang đứng tại trụ sở Liên Hợp Quốc, nơi quyền lực nhất tại Geneva, Thụy Sĩ. Nhân dịp này xin cảm ơn du lịch Việt đã tạo cơ hội cho tôi được có mặt tại đây. Ở đây thì thấy phong cảnh đẹp, cũng tình anh chị em trong đoàn thì hòa đồng, cùng hướng dẫn viên thì quá tuyệt vời, tuyệt vời. Cảm ơn. Chăm sóc du khách hết mình luôn. Cảm ơn du lịch Việt đã cho một chuyến đi rất là tuyệt vời. Cảm ơn Vĩnh Hào. Mình đi chuyến đi này thời tiết rất là tốt, chất lượng tour rất là ok. Mình rất hài lòng về cách tổ chức của công ty du lịch Việt. Cảm ơn du lịch Việt đã cho chúng mình một cái tour trải nghiệm rất là lý thú, và cái service của du lịch Việt này rất là ok. Cảm ơn du lịch Việt. Nhất là hướng dẫn viên Su Hào. Cảm nhận chuyến đi này của tôi, của công ty du lịch Việt, mình rất là phấn khởi. Anh Su Hào, anh tiếp hồng hậu. Cảm ơn công ty du lịch Việt rất nhiều. Chuyến đi là chuyến đi ok, rất tốt. Cảm nhận thì về không khí, con người ở đây là tuyệt vời. Đặc biệt là hướng dẫn viên số 1. Nếu có dịp đi nữa là sẽ đăng ký đi ở đây. Trải nghiệm qua chuyến đi này chúng tôi được ăn ngon nè, ngủ rất là view rất là đẹp nè. Xin cảm ơn du lịch Việt. Hẹn gặp lại. Xin cảm ơn du lịch Việt. Du lịch Việt là công ty hàng đầu của chúng tôi. Du lịch Việt phục vụ bằng cả trái tim.